Nguyên. Dạ. Đi đánh pizza với ba không? Dạ đi. Lâu rồi hai ba con mình không đánh pizza. Ba chắc còn hai bi luôn. Mày nhớ nha, ba chắc còn hai bi nha. Vậy mày đừng lên thay đồ nha. Chi? Con đang làm gì vậy? Ba bất ngờ chưa? Con đang đánh giày cho ba. Con sẽ biến hóa cho đôi giày của ba bóng láng luôn. Làm chị à, ba cảm ơn con. Ba ơi ba, những điều ba dạy không những làm phát huy được sức mạnh tiềm năng của con, mà còn làm thay đổi được tất cả mọi người xung quanh con nữa. Giống như con được sinh ra thêm một lần nữa vậy. Tất cả là nhờ vào những điều mà ba đã dạy cho con. Ba ơi, con yêu ba lắm. Sao đó con gái, mệt lắm hả? Phải làm chuyện này tới con vợ nữa hả? Nhỏ nhỏ rồi, nhỏ nhỏ thôi. Ráng đi, ngoan nha. Làm tới khi nào mà mẹ kêu ngưng thì mới ngưng. Không thôi là một hồi mẹ không có cho thịt sườn nữa. Nha, cố lên, gì thịt sườn, cố lên, cố lên, cố lên. Quá. Đó, tình thuốc nó là vậy đó. Chị cũng không biết nữa. Chị nhìn thấy cái đơn thuốc này nằm trong túi áo vest của anh Ngọc á. Nó là thuốc gì vậy em? Hả? Thuốc trầm cảm. Mọi người ơi, chỉ cần cố gắng một thời gian ngắn nữa thôi. Mọi người làm ơn nha. Ba thấy vậy là đủ lắm rồi đó. Thấy kệ nó đi, trời, cứ bắt cứ mọi người phải cứ giả bộ hoài. Ba à, anh đang điều trị trầm cảm đó. Ba ráng nhiều nhịn anh chút cho anh vui cũng được mà ba. Không tin phải không? Hồi nó coi cái bảng nó tính giá đi. Chưa thấy một cái thằng nào mà nó làm sai từ đầu đến cuối luôn. Chưa chửi là may lắm rồi. Ba làm ơn giùm con đi. Ráng một chút thôi, một chút thôi nha. Con cũng vậy nè. Con đánh giày cho ba cái tay con mỏi lắm rồi đó. Con không muốn làm lỡ lên này vố đâu. Thôi mà con gái ngoan. Mày chùi cho, cố gắng lên đi nha. Cố lên đi mà. Dạ, cô ơi, vậy là con vẫn phải đánh tù tì thua chú nữa hả cô? Chính xác. Nè, nhưng mà con nhớ nha, con phải khéo, thiệt là khéo, con không có được lộ nghe chưa, chú biết đó. Dạ. Cô ơi. Hả? Con vẫn phải khen chú đẹp trai hả cô? Nhưng mà đẹp trai không nói thì thường quá. Con giả bộ, con sáng tạo hơn một chút đi. Con khen con nói là chú ơi sao mà chú hot boy quá. Chú ơi sao mà nhìn chú hấp dẫn quá. Con nhớ nghe chưa? Nha. Dạ. Ủa vậy là con phải đi chơi với ba hoài luôn hả mà? Con cố gắng lên đi nha. Ủa mọi người ráng gì vậy? Ô, ngọc trong đá của ba. Đâu có gì đâu ba. Giỡn thôi ba, đâu có gì phải không con? Giờ mình đi nha ba. Ừ. Ba ơi, ăn cơm xong con sẽ làm cho đôi giày của ba thật là đẹp luôn, loáng bóng luôn. Cảm ơn con gái, giỏi quá. Chú ơi, xíu nữa mình cho ảnh tù tiền nha chú. Con đợi chú đánh pizza về đi. Chắc chắn con không thắng nổi chú đâu. Con sẽ tìm cách phục thù chú. Để coi. Chú ơi, lúc chú cười á, nhìn chú hấp dẫn như hấp bò vậy đó. Chú là môi già thì có. À, dạ ba ơi, ba kiểm tra lại bản báo giá con làm rồi đó. Ba coi có sai sót gì không nha ba. Oh yeah, yeah, oh, very nice. Dạ. Ba đang làm gì vậy ba? Ba đang tính cái giá nguyên liệu nhập về lần này kìa nè. À, con chưa bao giờ tính toán đúng cả. Nhưng ba đã dạy con phải đối mặt với khó khăn, không được né tránh. Chỉ cần nghĩ mình làm được thì mình sẽ làm được, đúng không ba? Ba ơi. Ừ? Ba để con tính giúp ba được không? Lần này nhất định con sẽ không làm ba thất vọng đâu. Con làm được mà. Con muốn làm hả? Dạ. Ừ, vậy cũng được, thử coi. Giỏi mày. Giỏi á.
Dạ. Ba nói con á, lần này làm rất tốt, vừa cẩn thận trình bày nó rõ ràng. Ba sẽ giao gì cho con làm? Ba nói thiệt á ba, ba tin tưởng con hả ba? Con giỏi thì ba khen con giỏi chứ. Đây, làm việc tính toán rất là kỹ lưỡng mà chính xác luôn. Lần này ba sẽ tin tưởng giao gì cho con làm. Con cảm ơn ba. Ừ. Ba ơi, con đã làm được rồi. Chỉ cần nghĩ mình làm được là sẽ được. Con vui quá ba ơi. Giờ người con cứ lần lần như đàn bà vậy đó. Dạ. Tại hạ xin được chỉ giáo. Con đã làm theo lời ba, cứ nghĩ mình sẽ làm được. Cuối cùng thì con đã chiến thắng được đối thủ truyền kiếp của con hai lần liên tiếp. Con đã cảm nhận được sự mạnh tiềm ẩn của con rồi. Alo. Dạ. Đồn công an. Dạ đúng rồi. Minh Ngọc là chồng tôi. Dạ. Có chuyện gì vậy? Chết rồi bà ơi. Bây giờ phải làm sao đây ba? Hồi nãy người ta nói ngày mai anh phải lên trình diện ở đồn công an đó. Làm sao là làm sao? Trái đừng là phải nộp phạt. Phạt bao nhiêu? Bao nhiêu? 50 triệu hả? Trời ơi trời, cái thằng này nó quá hoại mà. Ba nhất định không có nộp phạt cho nó. Cho nó chết đi. Thôi mà ba, dù sao ngày mai anh cũng phải lên trình diện ở đồn công an rồi. Ba cho anh một ngày thôi, một ngày hôm nay thôi. Ba cho anh thư giãn đi, ba đừng có la anh nữa. Cái thằng phá hoại mà. Ba ơi, đêm nay trôi qua, rồi ngày mai có chuyện gì nữa? Sau khi làm theo lời ba dạy, mỗi ngày trôi qua với con thật hạnh phúc. Con linh cảm ngày mai, niềm hạnh phúc sẽ còn lớn hơn nữa. Con cảm ơn ba nhiều. Bác sĩ, cái này có phải là cái miệng, con mắt với lại cái lỗ tai nó không? Thời điểm này chưa thấy được mắt mũi miệng của em bé đâu anh ạ. Vậy hả? Vậy bây giờ mình nói chuyện nó có nghe được chưa bác sĩ? Dạ chắc khoảng một tháng nữa là em bé sẽ nghe được hết đó. Từ từ. Ủa? Bà nói về rồi kìa ông. Dạ. Thưa ba, thưa cô. Ờ, ba với cô mới về hả? Cô mới tới thôi à. Rồi hai đứa đi đâu về vậy? Dạ đi ra ngoài có công chuyện hả ba? Dạ ba ơi, con có một cái bí mật này á, con muốn nói. Không có gì đâu ba. Không, để cái bí mật gì? Không có gì đâu ba. Sao vậy? Cái thằng này làm như có cái gì nó bí mật, cái gì nó giữ gì. Thôi uống trà đi ông. Đố ba biết con muốn nói gì. Mày muốn nói cái gì thì mày nói đi. Thôi con không nói đâu. Giỡn hơi đó. Nó vậy đó, nó cứ muốn làm cho người ta rối mù cái đầu không à. Ba ơi, thiệt ra con có một cái bí mật này. Bí mật gì mày nói? Mà đã là bí mật rồi á thì không thể nào bật mí được. Bí mật gì mà không thể nào bật mí? Cái thằng này thiệt tình à. Bình. Ba ơi. Nè, thêm một lần nữa, không những ba con mà cô sẽ đứng về rước con đó nghe chưa? Dạ, con xin lỗi ba với cô. Thiệt ra con vừa gây ra một tai họa thiệt là lớn luôn á. Cái gì? Tai họa gì? Mày đừng có nói với tao là mày gây hại cho công ty nữa nghe chưa? Dạ không, chuyện này nó không có liên quan tới công ty hết đó ba. Chuyện gì? Dạ, chuyện này là bởi con hồi hộp á. Nói lẹ lên. Ba sắp có thêm cháu ngoại rồi. Tụi con định sau này mới báo cho cả nhà biết. Nhưng mà giờ cả nhà đã biết hết rồi. Thì giờ cả nhà cùng với con chúc mừng cổ nha. Cái này để làm gì? Dạ, cái này là pháo hoa. Bây giờ ha, con sẽ kêu cổ xuống. Khi mà cổ vừa xuống á, cái con phát ra ngượng cây nè. Mình bắn pháo hoa lên chúc mừng cổ.
Trời ơi, cái thằng này nó có thể là cái trò con nít rồi con. Cô nghĩ là chú bình thường thôi cũng được rồi, lỡ nhưng mà cô sợ cô giật mình té rồi sao? Không có sao đâu cô, mấy cái này chỉ là trò cỏn con thôi à, vợ con không có làm cô giật mình được đâu. Chú ơi, hay là mình vỗ tay thôi được không chú? Đúng rồi đó, vợ con nó có bầu lần thứ ba chứ đâu phải lần đầu đâu. Thôi được rồi, bây giờ nếu mọi người không mắng cái này cũng được, nhưng mà mọi người vỗ tay giúp con nha. Ráng đi, ráng nha, giúp con làm cho cổ vui nha. Rồi, để một mình con thôi. Dạ con gọi cô xuống nha, chuẩn bị nha. Em ơi! Ơi! Xuống đây nói nghe này nè. Nghe rồi. Trời ơi! Em có sao không vậy? Hả? Rồi cô có sao không hả? Anh làm cái gì vậy? Anh xin lỗi. Thiệt tình à? Xin lỗi cái gì? Mày làm cho nó giật mình. Cô đâu có ngờ nó nổ lớn gì đâu. Em có sao không vậy? Thiệt tình à? Anh xin lỗi, xin lỗi. Chúc mừng cô nha. Dạ có gì đâu mà chúc mừng. Cô có cần gì thì cứ nói, đừng ngại nha. Dạ cảm ơn cô. Vậy là con sắp có em rồi hả? Con có thích không? Không thích chứ nhà, sắp bị ra về ạ. Đâu có. Nhưng mà em cũng còn là em trai em gái vậy. Chưa có biết được đâu con. Cô ơi, vậy khi nào mới thấy được em bé hả cô? Còn lâu lắm, từ từ mới thấy được. Con đợi khi nào cái bụng của cô lớn thiệt là lớn luôn, lúc đó con mới thấy được em bé ở trong. Tụi con á, sắp tới phải cố gắng hơn nữa. Đặc biệt là con á, sắp có đứa thứ ba rồi, cho nên á, không có cực cà rỡn nữa nghe chưa. Dạ thưa ba, con cũng đang suy nghĩ nè. Nè, ăn thêm đi. Em ăn cái này rồi mà. Ăn cho nhiều vô. Tôi không nghĩ là ông còn khỏe dữ đó nha. Có gì đâu, ông ráng phấn đấu siêng năng giống như tôi thì sẽ được cái gì. Tôi nghĩ nha, tương lai á, thế nào á, ba vợ của ông cũng nhường công ty cho ông. Sao tự nhiên ông nói chuyện này? Ông sắp có đứa nữa, ba vợ của ông á thì sắp tái hôn. Ông mà không nhường công ty cho ông á, ông đi ra ngoài làm riêng cho tôi. Chứ ông cứ ôm cái công ty của ba vợ làm, ông không thấy kỳ hả? Thì dạo gần đây tôi cũng đang suy nghĩ chuyện này nè. Nếu mà có suy nghĩ á thì phải làm cho nhanh nha. Còn trẻ thì làm cho nó lẹ, để già hết sức rồi không có làm được đâu. Ở gần nhà tôi á có một cái nhà mới xây đẹp lắm, tôi cũng tính đầu tư vô đó nhưng mà kẹt vốn quá. Ông có hứng á tôi giới thiệu cho. Ba ơi, ba về rồi đây. Ba ơi. Ba có nghe giọng của ba không vậy? Hả? Cái gì vậy? Anh kêu ai mà ba vậy? Anh đang nói chuyện với ba con mình đó. Thì đứa thứ ba đặt tên là ba. Trời đất ơi, mày đặt cho chữ nữa. Đứa thứ ba kêu là ba. Anh đang ngủ mà, anh ra đi cho em ngủ. Ngủ thì cứ nằm yên đi, để anh nói chuyện với ba chút xíu à. Con ơi, bây giờ ba phải làm sao đây? Ba có nên ra làm riêng không ta? Mày nói cái gì? Sao muốn ra làm ăn riêng? Dạ, thật ra con cũng nghĩ đến chuyện này lâu rồi, nhưng mà chưa cơ hội tốt cho nên... Phải suy nghĩ cho nó kỹ. Đừng có nôn nóng. Kinh doanh đâu phải là cái chuyện một sớm một chiều một... Phức tạp lắm con biết không? Dạ, con cũng biết vậy. Nhưng mà đây là cơ hội tốt. Nếu con không thử, con sợ sau này... Vậy thì con qua nó ý nó sao? Ủa? Sao đau cô quá vậy ta? Bỏ em bé đạp hả cô?
Không phải, chắc là tại chú đó. Hồi tối hôm qua chú xỉn xong rồi cứ đè lên bụng cô nói chuyện với em bé nguyên cả đêm luôn. Sao tự nhiên cô đau bụng quá ta? Cô cẩn thận nha cô. Trước mắt tình hình là như vậy. Chúc mừng ông chủ. Vậy kể từ bây giờ tôi là ông chủ thiệt luôn hả? Vợ. Ủa, anh đi đâu vậy? Em đi đâu đi bộ lang thang vậy? Bây giờ không có được đi lang thang kiểu đó, đi đâu lấy xe đi biết chưa? Biết rồi, anh đi đâu vậy? Anh mới ký hợp đồng thuê mặt bằng xong. Sao không đợi em đi chung? Thì anh điên mình cũng được mà. Với lại bây giờ em không có tiện đi lại nhiều biết chưa? Vậy khi nào mới lấy được cửa hàng? Ngày mai. Anh hẹn với bên trang trí nội thất luôn rồi. Anh hẹn người ta luôn rồi? Ừ. Làm gì mà gấp dữ vậy? Trời đất ơi, anh phải tranh thủ thiệt là lẹ để trước khi bà bạc chúng ta chào đợi. Thiệt tình. Lần này nhất định anh phải làm cho thiệt là tốt để bà ba phải tự hào về ba của nó mới được. Em có sao không vậy? Ui da, làm chân em đau quá. Anh xin lỗi, tại con chó nó sủa làm anh hết hồn. Em có sao không? Vừa đau chân mà vừa đau bụng nữa. Bà ơi, ba xin lỗi con nha, ba xin lỗi nha. Tại ba. Ba của ba đừng có giật mình nha. Ba hứa từ nay về sau ba không có làm như vậy nữa nha ba nha. Anh thiệt tình luôn á. Hết nổ phá là em giật mình. Rồi bây giờ đạp chân em nữa. Làm em đau bụng nữa. Thiệt tình nè. Anh xin lỗi mà. Ba không có sao đâu. Xin lỗi mấy anh đây là ai vậy? Ủa, mấy anh đâu tới, mấy anh là ai? Tôi là chủ ở đây. Chỗ này là chỗ của tôi mà. Anh nói gì kỳ vậy? Tôi mới là chủ ở đây. Tôi có hợp đồng thuê mặt bằng ở đây rồi mà. Ủa anh nói sao vậy? Tòa nhà này là tòa nhà của tôi. Mấy anh ký hợp đồng với ai? Khoan, anh đợi tôi chút. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Thằng Ngọc vừa mới bị lừa ký hợp đồng thuê cửa tiệm với giám đốc giả. Nó không có mặt mũi nào nói chuyện với gia đình nên lúc nãy nó gọi điện cho tôi. Dạ tôi cảm ơn anh. Dạ. Cô ơi, bộ chú bị lừa nữa hả cô? Không nghe máy chứ. Trời đất ơi, tôi điên lên mất. Sao mình làm cái gì cũng hư hết vậy ta? Ba cho ba xin lỗi nha. Ba cũng biết sao. Ba làm gì cũng hư hết. Ba vô dụng quá. Ngay từ khi nó nói nó ra làm ăn riêng á là ba biết có chuyện rồi. Alo, dạ tôi nghe. Dạ, công an. Dạ, đúng rồi. Tôi là vợ của anh. Có chuyện gì vậy anh? Trời ơi, bình tĩnh ra đây. Không phải tưởng là nói ra đây. Chị hiểu rồi. Alo,
Ôi, là bố là bố đâu rồi? Chạy chồng của tôi, anh làm cái gì vậy hả? Đi xuống đây, xuống đây nhanh lên. Vợ ơi, anh không còn mặt mũi nào nhìn em với các con hết. Người như anh tốt nhất nên biến mất đi. Anh bị điên rồi hả? Anh nói cái gì vậy? Anh đi xuống đây nhanh lên, xuống đây. Anh xin lỗi. Anh đã dự định lần này sẽ làm thiệt là tốt. Vậy mà anh đã cố gắng lắm rồi mà. Không sao hết á. Thất bại thôi mà. Thất bại lần này, lần sau mình làm tốt hơn. Anh nghe lời em, đi xuống dưới này đi. Nhanh lên, đi xuống dưới này đi. Anh không còn dám làm gì nữa hết. Cái gì anh tội gì? Anh không còn tự tin để làm gì nữa hết á. Anh đi không rồi hả? Anh làm như vậy, anh có xứng đáng làm cha của mấy đứa con hay không? Thất bại thì sao chứ? Anh không tự tin thì anh cũng phải giả bộ như là tự tin. Anh có gặp khó khăn thì cũng phải giả bộ như là không có. Như vậy thì mới xứng đáng làm cha của mấy đứa nhỏ chứ. Anh nhìn kỹ lại coi đi, anh đang làm cái trò gì vậy hả? Anh Tuấn sao? Em ơi, em có sao vậy? Con của mình. Mày đâu có đẹp đúng con đó. Không được, gọi cứu thương giùm tôi đi. Em không sao. Anh không sao. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.